Rồi, ok. Chào ngài PCP xin gửi lời chào và chúc sức khỏe tất cả toàn thể các bác và toàn thể anh em. Đấy, hôm nay em lại gửi tới đến các bác một cái mẫu cây condo thẳng dài khung vuông xương cá cấu hình tầm trung cho các bác và anh em quan tâm theo dõi. Thì trước khi vào giới thiệu chi tiết về cái cây này thì vào báo giá công khai thì em xin được nói sơ qua về cái vấn đề hình thức mua bán và giao dịch của bên shop. Các bác mua hàng, các bác bỏ ra 1-2 phút gọi điện trực tiếp cho shop qua số điện thoại kia và có thể kết bạn Zalo để em gửi những hình ảnh chi tiết và sắc nét nhất cho các bác. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng, các bác thanh toán, đấy là hình thức ship code. Ship code thì là em sẽ chia ra với một cây như này thì em sẽ chia ra làm 3 hoặc 4 đơn để gửi cho các bác. Đấy, thì ví dụ van bình kính giảm thì các bác được kiểm. Còn cái vấn đề mà khung cành thì các bác thông cảm là cái vấn đề nó rất là nhạy cảm về vấn đề an ninh thì các bác cũng không nên kiểm, bởi vì cái này là cũng là do anh em mình cùng làm thì làm sao là tuyệt đối an toàn cho cả hai bên. Đấy, còn đến với shop sẽ gửi hàng đúng sản phẩm cho các bác, uy tín là hàng đầu để đặt để làm nên cái thương hiệu của shop. Thì các bác nào mà ở gần và thuận tiện về đường quốc lộ thì em sẽ gửi nguyên cây như này cho các bác. Thì khi mà các bác nhận nguyên cây thì các bác được một quyền lợi như thế này là các bác nhận nguyên cây như này về là shop đã hỗ trợ lắp ráp căn chỉnh và test chuẩn gửi cho các bác về các bác chỉ việc chơi thôi, cho nên là các bác không phải lắp ráp hoặc căn chỉnh gì thêm nhiều nữa. Đấy, thì là nếu mà các bác mà thuận lợi về đường quốc lộ thì các bác nhận xe là nhanh nhất và gọn nhẹ nhất và an toàn nhất cho anh em. Đấy, thì hình thức ship code và gửi xe thì các bác nào mà thuận tiện về hình thức nào thì các bác đặt vấn đề với shop thì shop sẽ gửi theo phương thức đó cho các bác và anh em nhé. Đấy, thì trên màn hình nhỏ thì đi vào cái chủ đề chính của ngày hôm nay, đó là một cái cây condo thẳng dài khung vuông xương cá ở cấu hình tầm trung khá là ok và khá là chất lượng cho anh em. Thì em sẽ giới thiệu chi tiết và báo giá công khai để cho anh em tiện theo dõi và căn cái tài chính kinh tế của mình để chơi những cái cây củi như này. Đấy, thì đây là trước tiên đó là một combo khung cò ruột tay cầm gỗ hai mảnh, ruột bọc đồng thì nó là tay quy thì là quy bọc đồng, búa bọc đồng, tay kéo inox. Ruột này thì hoàn toàn là khi em lắp là em sẽ lắp lò xo xịn vào cho anh em, còn lò xo theo ruột là em bỏ hết, vứt hết đi, không lắp vào. Đấy, vòng cò chữ A các bác nhé. Đấy, và các bác nào thích tay cầm gỗ liền khối thì em lắp tay cầm gỗ liền khối thì các bác thêm khoảng độ 150 đến 200 nữa là sẽ được tay cầm gỗ liền khối cho các bác. Đấy, đấy. Thì tiếp đến đó là bộ hơi, ở hộp bộ hơi đây thì là cây này là em lắp cho một bác ở trên Võ Nhai Thái Nguyên. Thì đây bác là lắp cái cấu hình là bình nhôm đít tròn 035 van cricket bản dài hộp mở. Đấy, thì là kết hợp bộ hơi này thì chơi cũng cực kỳ là lên, cũng cực kỳ là ok. Van cricket bản công ty Huben cực kỳ là hồi áp, cực kỳ là chuẩn và là khỏe cho anh em chơi, cho nên là anh em không phải lo. Cái bình này thì cực kỳ lên cũng rất là đẹp các bác nhé. Đấy, và tiếp đến đó là cái cành thì em vẫn sử dụng cái cành TK Hồng Kông, dùng đạn 5.5 cho các bác. Đấy, cành này thì vẫn bao cho anh em cấu hình này vụt từ 70 đến 100 mét nhặt mồi cho các bác. Đấy, kính thì đây là em lắp cho bác cái một cái kính, đó là kính mắc côn 4-16x44 SF kết hợp cái chân kính liền khối lên cái cây củi này rất là đẹp cho anh em. Giảm thanh đó là giảm thanh Sumo Phi 35. Giảm thanh này thì cực kỳ là êm cho anh em chơi nhá. Đấy, giảm thanh này thì cực kỳ là êm cho anh em chơi. Đấy, cực kỳ là êm anh em nhá. Và giảm thanh Sumo là nó lên với cái cấu hình này ấy, nó kết hợp với bộ khung vuông xương cá này lên nó cực kỳ là cân đối, rất là đẹp cho anh em. Đấy, thì cái khẩu này ấy, thì là trong video thì em cũng xin báo giá công khai với anh em, đó là 8 triệu. 8 triệu là bao giá, bao tất cả các phí vận chuyển cho anh em rồi. Các bác nhận hàng các bác chỉ cần việc thanh toán 8 triệu cho shop. Đấy, thì các bác nhận hàng các bác thanh toán cho nhà xe. Đấy, còn các bác nào mà thích lưng lên cấu hình thì có thể là kết hợp là lưng lên là cái bình carbon. Đấy, bình carbon hoặc là van hộp rút các bác lưng lên. Mà các bác thích ngắn gọn thì các bác lắp cây talon, khung talon như thế này. Đấy, cũng là rất là ngắn gọn, cái khung này nó ngắn, rất là ngắn gọn. Ví dụ đây các bác cứ hình dung đó, đây là một cái khung đây, vào đây thì nó cũng rất là ngắn đúng không ạ? Nó cũng chỉ rơi vào khoảng độ tầm 80 cm thôi. Đấy, còn cây thẳng dài thì nó rơi là hơn 1 mét luôn cho các bác. Đấy, thì là anh em khi đặt hàng thì các bác vui lòng đặt hàng là anh em cứ
phải cọc đấy, phải cọc, em cũng nói luôn là phải cọc, bởi vì có mua có bán thì anh em phải cọc. Cọc làm gì ạ? Cọc để lấy cái tiền trách nhiệm uy tín nhận hàng. Bởi vì khi bọn em lắp lên rồi ấy, tất cả các đồ đòn mà lắp lên thì nó có vết, mà khi mà các bác mà hủy kèo, hủy đơn mà các bác ấy thì nó rất là khó cho shop đấy. Mà hơn nữa là shop gửi đi mà đến lúc hàng đến nơi mà các bác mà không nhận thì bọn em mất tiền cước rất là cao. Cho nên là khi các bác mà đặt hàng bên shop thì các bác vui lòng cọc cho em ở tùy theo cấu hình các bác nhé, tùy theo cấu hình cao thì các bác đặt 500 một triệu, cấu hình thấp tầm trung thì các bác đặt 200-300 đến 500 cho shop đấy, thì cái tiền cọc đấy sẽ được trừ vào tiền hàng cho anh em. Cho nên anh em không phải mất lo là tôi cọc đấy là liệu có được có mất hay không như lọ kia. Các bác yên tâm là khi mà kể các bác mà đặt hàng, em nói thật với các bác là các bác mua hàng, các bác gọi cái bạn Zalo em gọi video cho các bác kiểm tra hàng, xem hàng luôn tại nhà đấy, cho anh em uy tín chất lượng, làm sao anh em thuận mua vừa bán. Cho nên là tránh cái tình trạng lừa đảo đấy, tránh tình trạng lừa đảo đấy. Lừa đảo thì nếu mà để mà làm ăn, những người làm ăn chân chính người ta không bao giờ người ta dám lừa đảo dù kể cả mất bất cứ một cái sản phẩm nào nhỏ nhất. Cho nên là anh em không phải lo, đến với shop em các bác cứ đặt niềm tin vào shop và kê cao gối đầu mà ngủ đấy, các bác cứ yên tâm vấn đề như đó nhé. Thì cái video ngày hôm nay thì em cũng xin phép giới thiệu chuyên về cái cây này. Còn các bác nào mà muốn tìm hiểu sản phẩm về những cái cây củi của shop thì các bác cứ tìm hiểu, các bác có thể kết bạn Zalo để em gửi mẫu và báo giá cho các bác đấy. Hoặc các bác, đây là cái kênh mới của em, kênh Trường Hải PC mới, là kênh mới của em. Các bác cứ xem video, các bác cho em xin nút like và bấm nút đăng ký kênh để theo dõi những video của shop gửi đến các bác và toàn thể anh em đam mê trên cả nước. Vâng, thì một lần nữa thì video em xin phép dừng tại đây. Em xin được chúc các bác và toàn thể anh em có một buổi tối vui vẻ, sức khỏe tràn đầy để theo đuổi cái niềm đam mê của mình. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.